Tin tổng giáo phận Huế. Thông báo của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang ngày 22 tháng 5 năm 2021. Trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, gây xáo trộn cho mọi sinh hoạt trên thế giới, cách riêng tại một số nước trong khu vực, tạo nguy cơ lây nhiễm cho Việt Nam mỗi lúc một thêm nghiêm trọng. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang có một số thông báo gửi đến bà con giáo dân và hạn chế các sinh hoạt hành hương Xin quý cộng đoàn cùng xem thông báo dưới đây. Kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021 đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, một Các đoàn hành hương nhỏ dưới 20 người có thể về La Vang một cách bình thường. 2. Các đoàn hành hương lớn trên 20 người đã đăng ký đến La Vang trong tháng 6 và tháng 7. Xin vui lòng liên lạc với cha quản nhiệm Mikael Phạm Ngọc Hải. Email trung tâm hành hương lavang a.gmail.com hoặc bhng hải sáu mươi chín a gmail com điện thoại không chín ba năm một ba bảy một để sắp xếp chương trình ba tạm thời nhà hành hương la vang không nhận khách lưu trú qua đêm bốn về cuộc hành hương truyền thống lễ đức mẹ lên trời năm nay sẽ thông báo cụ thể vào hạ tuần tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trên mạng tổng giáo phận huế net tổng giáo phận huế org và một số trang mạng công giáo năm bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào về La Vang, khách hàng hương triệt để tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, một khẩu trang, hai khử khuẩn, 3 khoảng cách, bốn không tụ tập, 5 khai báo y tế. Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Linh Mục Mikae Phạm Ngọc Hải. Chúng ta xin phó thác mọi sự cho mẹ La Vang để cầu xin người bầu cử cho bệnh dịch sớm chấm dứt, cho con cái muôn phương sớm trở về bên mẹ.